230 km, Hồ Ba Bể theo tiếng Tày tại địa phương là Slang Pé, có nghĩa là Ba Hồ, lần lượt xuôi theo dòng chảy hướng ra sông Năng, bao gồm Hồ Pé Lèng, Pé Lù và Pé Lầm nối tiếp nhau. Nằm ở độ cao 150 m so với mực nước biển, đây là một trong những hồ tự nhiên lớn nhất Việt Nam với chiều dài hơn 8 km, diện tích mặt nước là khoảng 500 hecta. Hồ Ba Bể có giá trị lớn về đa dạng sinh học, cảnh quan và địa chất địa mạo. Về đa dạng sinh học, thành lập năm 1992, Vườn Quốc gia Ba Bể có diện tích 7.610 ha, trong đó 3.226 ha là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Vườn sở hữu hệ sinh thái điển hình của rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới trên núi đá vôi, với nhiều loài động thực vật quý hiếm có giá trị. Về cảnh quan, Hồ Ba Bể là một thung lũng nằm ở cánh cung sông Gâm với các ngọn núi cao từ 1.400 đến 1.600 mét. Toàn bộ cảnh quan Hồ Ba Bể được bao bọc với những dãy núi đá vôi chập trùng cao thấp, bao phủ bởi những cánh rừng đại ngàn. Nổi bật trên nền xanh thẫm của cỏ cây và vách núi là dòng sông Năng, khi thì êm đềm xuôi dòng quanh co men theo nương mô xanh rì, khi thì nhảy múa bắn nước tung tóe lên các vách đá thẳng đứng. Riêng Hồ Ba Bể, suốt bốn mùa trong năm, luôn khoác lên mình chiếc áo choàng xanh màu ngọc bích kiêu sa. Chiếc áo thần kỳ này như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu những dãy núi uốn lượn trên mặt nước mênh mông. Được tô vẽ bằng đá, nước, mây trời và muôn loài cỏ cây hoa lá, muông thú, Hồ Ba Bể là một bức họa hoàn chỉnh của tạo hóa. Một vài điểm dừng trên tuyến đường thủy tham quan Ba Bể. Động Puông. Đây là một hang động khổng lồ, có cổng vòm cao đến 60 mét, chiều rộng trung bình vào chừng 277 mét. Dòng sông Năng xuyên Động Puông với chiều dài 351 mét có hai tầng liền kề nhau. Đây là nơi trú ngụ của 23 loài rơi khác nhau, với số lượng lên đến hàng vạn con. Dừng thuyền bước chân vào hang động, khi thì những bậc đá tự nhiên phẳng lì, khi thì những bãi bồi cát phủ mịn màng, du khách sẽ có dịp được thưởng thức sự giao hòa tự nhiên của sông núi, nước non hết sức huyền ảo. Thác Đầu Đằng là nơi dòng sông Năng bị chèn ép bởi hai vách núi cao, phẳng lì, vốn là những đứt gãy kiến tạo. Dòng nước đổ sụp xuống từ độ cao 50 mét và len lỏi tung bọt nước trắng xóa lẫn tiếng gầm thét giữa những khối đá vôi lớn nằm chồng lên nhau. Giữa thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, dòng nước bỗng trở nên dữ dội, làm con người cảm thấy bé nhỏ và yếu đuối. Tuyến tham quan còn đưa du khách đến những thắng cảnh đẹp như Ao Tiên, đảo Bà Quá, đảo An Mạ, động Hua Mạ, hang Thẩm Phầy, thác Bạc. Về địa chất địa mạo, Hồ Ba Bể là một hồ nước vừa có nguồn gốc kiến tạo và karst. Hoạt động kiến tạo hình thành đứt gãy theo phương Tây Bắc Đông Nam, hình thành nên sông Trò Lèn đổ nước từ Quảng Khê ra sông Năng. Sông Trò Lèn còn có phụ lưu là suối Pó Lù và suối Tà Han. Quá trình karst mạnh mẽ dọc theo đứt gãy sông Trò Lèn giúp dòng sông ngầm này hòa tan đá vôi Devon có tuổi cách nay khoảng 450 triệu năm. Đá vôi ở đây bị hòa tan triệt để và biến mất. Dòng sông ngầm tiếp xúc trực tiếp với tầng phiến sét dày đến 200 mét bên dưới lớp đá vôi. Nhiều tài liệu địa chất cho rằng Hồ Ba Bể hình thành cách nay khoảng 10.000 năm, gắn liền với một hoạt động kiến tạo làm sụp trần hang động của dòng sông ngầm đó.
Chính địa tầng sét này không cho nước thoát xuống và hồ được treo ở độ cao 150 m, bao quanh là những đỉnh núi cao. Các nhà địa chất cũng cho rằng quá trình hoa hóa đá vôi trở thành đá hoa cương là một hiện tượng cực kỳ độc đáo, lại được tìm thấy tại hồ Ba Bể. Một giá trị khác của hồ Ba Bể là khu vực này đã từng là nơi cư trú của người tiền sử. Tại hang Thẩm Thinh, Quảng Khê đã tìm thấy các công cụ lao động của con người thuộc hậu kỳ đá cũ. Tại Động Buông đã tìm thấy các công cụ lao động thuộc sơ kỳ đá mới. Tại Nà Cà, Nà Têm và Khao La bước đầu đã tìm thấy một số di chỉ khảo cổ thuộc hậu kỳ đá mới sơ kỳ kim khí cách nay khoảng 4.000 đến 3.000 năm. Với cảnh quan độc đáo cùng những giá trị nổi bật về địa mạo, địa chất, năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ Nước Ngọt Thế Giới tổ chức tại Mỹ công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn Quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Năm 2011, Vườn Quốc gia Ba Bể được công nhận là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam. Hãy cùng Exotic Việt Nam đến thăm hồ Ba Bể để được tận mắt chiêm ngưỡng non nước hùng vĩ, thả hồn trong không gian xanh tĩnh lặng và cùng nhau tìm hiểu thiên nhiên, tham gia các hoạt động như trekking, trèo kayak, bơi lội. Hồ Ba Bể bể là biển, ba cái biển. Có nghĩa là hồ này được nối liền nhau với ba cái hồ lớn, cái Lèng, cái Lằng, Luồng. Ba cái hồ lớn này, nó là vốn là gì? Là một cái khu vực là khung Caspian. Khung Caspian này được hình thành do quá trình sụp trần hang động. Có nghĩa là sông Năng quá khứ hồi xưa là nó chảy ở khu vực này, nhưng không phải cái bề mặt mà bên dưới. Vậy thì để được một con sông lớn như sông Năng có thể chảy được trên bề mặt này thì bên dưới nó phải là một tầng đá có nhiều caspian, và bên trên nó là gì? Là một tầng đá caspian, và sẽ có phải có một cái biến động nào đó về địa chất, ví dụ như một trận động đất chẳng hạn, để cho toàn bộ cái khối đá vôi bên trên nó sụp xuống. Nhưng ở đây thì dưới địa phương có kể về cái câu chuyện bà ngoại. Hồi xưa ở đây là một cái làng mạng như vậy, đông đúc, đông vui. Sau đó có một cái bà ăn mày đến này, họ xin ăn, ai cũng xua đuổi hết, ngoại trừ cái bà này. Bà đến bà cho cơm, cái bà này đến sáng sẽ gặp điều kỳ dữ gì đó, câu chuyện tình tiết gì đó. Sau đó nửa đêm nghe tiếng, sáng mở mắt ra, cái nhà bà là nổi lên, xung quanh là chìm hết biển nước mênh mông. Nhà bà trở thành một cái đảo. Như vậy đứng về mặt địa lý đó, thì nếu câu chuyện đó là câu chuyện đã xảy ra, như vậy thì câu chuyện đã xảy ra xưa, những con truyền đến bây giờ, như vậy thì chứ không người vẫn còn ghi nhận được câu chuyện đó. Nếu đúng câu chuyện đó dẫn đến hồ Ba Bể hình thành, cho nên một số tài liệu tôi đọc là hồ Ba Bể này đúng như tuổi địa chất đó, thì ai cũng biết là đây là tuổi đá Đồ Vôn, cách đây là khoảng 450 triệu năm. Đó là tuổi đá, nhưng mà tuổi địa hình tức đã hồ Ba Bể này không số tài liệu nói rằng thành cách đây hồi đời khoảng từ cái tuổi 15, hay cũng có thể là gì, những biến động địa chất trong thời kỳ là gì, tân khí hậu. Nhưng cho câu chuyện được truyền miệng tới bây giờ thì tôi nghĩ rằng là có thể là gì, thời gian không xa. Như vậy thì sự ở đây đã diễn ra sự sụp trần hang động để tạo ra hồ Ba Bể với ba cái hồ như vậy. Tuy nhiên trong quá trình sụp trần động thì có một số cái núi đá nó vẫn còn, nó không sụp, chẳng như cái núi này, nó không sụp. Và cái núi này là hình ảnh của một khung caster mà chúng ta đã nói. Tưởng tượng trong quá khứ là gì? Toàn bộ với đây nó cao lên, đổ điện thoại tăng hoa tăng thì nó tạo ra đây là một cái khung caster. Và cái mực nước bên trong đây,
vì quy tắc nó phải bằng với mực nước ở bên bên ngoài thì được nối liền với nhau bằng vô số vô vàn các khe thì đó là ở đây là ao đầu tiên.